Kính chào Hội Thánh, hoan nghênh và chào mừng Hội Thánh đến trong buổi cầu nguyện của chúng ta trong tối thứ ba hàng tuần. Greetings Church, we want to welcome you to our weekly prayer gathering on this Tuesday night. Chúng ta cảm ơn Chúa vì một lần nữa chúng ta đến nhà của Chúa để dâng môi miệng của chúng ta, đời sống của chúng ta làm người cầu thai cho công việc của Hội Thánh của Chúa. We thank God again for being able to gather together to give to God our worship through our mouths and our worship. Tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện dựa trên lời tiên tri ở trong Esai 43, bắt đầu từ câu 16 cho đến câu số 21. Tonight we're going to pray based out of Isaiah chapter 43 beginning at verse 16. Chúng ta cùng nghe lời tiên tri này. Let's hear this prophecy together. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh. This is what the Lord says, who makes a way in the sea and a path through raging water. Khiến xe ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thải đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngộp và tắt đi như tim đèn. Who brings out the chariot and horses, the army and the mighty one together? They lie down, they do not rise again. They are extinguished, put out like a wick. Ngài phán như vậy, đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Do not remember the past events, pay no attention to things of old. Này ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao, ấy là ta sẽ vạch một con đường ở trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Look, I'm about to do something new, even now it is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness, rivers in the desert. Những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước ở trong đồng vắng và các sông ở trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Wild animals, jackals and ostriches will honor me because I provide water in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my chosen people. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. The people I formed for myself will declare my praise. Đây là những lời tiên tri mà Chúa ngài đã ông bố cho dân sự của Chúa. These were prophetic words that the Lord has declared to his people. Nhưng mà đối với VBC Houston của chúng ta thì nó cũng rất là gần gũi với chúng ta. But this is also something that's very near and dear to those of us here at VBC Houston. Khi chúng ta được Chúa ngài thăm viếng, VBC Houston có lời tiên tri vào tháng 3 của năm 1999. Đó là việc này sẽ được ứng nghiệm trên hội thánh của chúng ta. For us particularly, the March of 1999, there was a prophetic word spoken to us, and this passage here was spoken over us. Đó là Chúa ngài sẽ làm một công việc mà chúng ta thấy rằng đối với chúng ta lúc bấy giờ chúng ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. That is, the Lord will do some amazing works through us and in us that we never thought would be possible. Đó là Chúa ngài sẽ mở những cái con đường cho chúng ta ở những cái nơi mà đường không thể thành lập được. That he would open pathways and doorways to where previously the doorways and pathways were not available or possible. Và ngài sẽ mở đường cho chúng ta để chúng ta sẽ thấy được những dòng sông sẽ chảy ra từ trong nơi sa mạc. And that he would make a way for us so from there would be these rivers of life, these streams of life that come out. Và Chúa ngài sẽ dùng chúng ta như là một cái tiếng nói có tính cách tiên tri để chúng ta sẽ bày tỏ ý muốn của Chúa về chương trình của ngài cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. And the Lord would use us in a way of a prophet speaking into the Vietnamese people. Và Chúa ngài đã làm ứng nghiệm điều đó cho chúng ta trong những ngày qua. And the Lord has confirmed these and caused it to come to pass in these recent days. Và ngày 16 tháng 10 của năm 2005, một lần nữa lời tiên tri này được công bố trên VBC của chúng ta. Again, October the 16th, 2005, these same words were again spoken over VBC Houston. Tôi được gọi ra ở giữa một cái hội chúng rất là đông người và có lời tiên tri rằng Chúa ngài sẽ cho những dòng sông sẽ chảy xuyên qua hội thánh của Chúa để từ đây phước hạnh của Chúa sẽ tràn ra cho nhiều dân tộc. I was called out among many from a crowd, and they would say that from here there would be a river of life that would come out of VBC. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy những cái lời tiên tri này
được ứng nghiệm theo thời điểm mà Chúa Ngài đã ban nó ra. We praise God because we see these prophetic words be confirmed, and not only that, but also come to pass in its proper time. Và tôi tin rằng chúng ta đang chuẩn bị để bước vào và thấy một cái lời tiên tri khác sẽ được ứng nghiệm ở trong những ngày sắp đến. And I believe that we are stepping into a time in which there will be another prophetic word that will also come to pass. Đó là có một tiên tri của Chúa thời cận đại của chúng ta tên là Bob Jones. There is a prophetic word that's spoken to us very recently through Bob Jones. Ông là người đã có lời tiên tri và đã hướng dẫn để chúng ta thấy nhà cầu nguyện cho thế giới, the International House of Prayer, từ cái chỗ không có ý niệm nào trở thành một cái nơi cầu nguyện 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Bob Jones was involved in starting the International House of Prayer, which started with nothing and now has become a very central part of a believers as they have 24-hour prayer throughout the day. Và ông cũng có lời tiên tri 35 năm về trước, đó là sẽ có một ngày người ta sẽ ở tại Trung Quốc, người ta sẽ xem giờ cầu nguyện này, theo dõi giờ cầu nguyện này với những cái TV không có cắm điện, không có dây điện. And he also had this prophetic word 35 years ago that there will be people following these prayer services with TVs that did not require power plugs. Ngày hôm nay chúng ta biết đó là điện thoại di động của chúng ta, là những cái màn hình mà 35 năm về trước không ai có ý niệm là chúng ta bây giờ ngày hôm nay mỗi người cũng như ở tại Trung Quốc, người ta có thể cầm một cái màn hình đứng ở giữa ruộng nương mà có thể theo dõi chương trình cầu nguyện. Không có dây, cũng không có ổ cắm điện, nhưng mà người ta vẫn có thể theo dõi. And as you know, that cordless TV is the phone that we would have, the smartphone and the iPads we have, where you could stand in the middle of anywhere and be able to watch a telecast or watch or hear a podcast and present itself without any need for a power plug or wires. Và giữa những cái lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm đó, có một cái lời tiên tri mà chúng ta đang ở trong những ngày mà tôi tin rằng khi việc này xảy ra thì những điều khác được tiên tri sẽ được ứng nghiệm. And then with that prophetic word, there was another one that I believe that as it comes to pass, that there will be it will be the start of many other prophetic words that were actually confirmation of others that were like a domino effect. Đó là có một đội football tên là Kansas City Chiefs sẽ chơi ở trong một cái trận đấu Super Bowl, và khi đội này thắng trận thì đó là đánh dấu cái ngày mà cơn phục hưng toàn cầu sẽ bắt đầu. He said that there's a NFL team called the Kansas City Chiefs. If it goes to the Super Bowl and it wins the Super Bowl, then that is when we see this this great revival throughout the world. Và chúng ta biết rằng lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm của đội banh này, lần đầu tiên Chủ nhật này họ sẽ chơi ở trong giải Super Bowl của giải football. We know that the Kansas City Chiefs will play this Sunday in the Super Bowl. It'll be the first time in its 50 years that it's made it to the Super Bowl. Và nếu lời tiên tri này được ứng nghiệm, Chủ nhật này trong giải Super Bowl mà đội Kansas City Chiefs mà được đắc thắng đó, thì chúng ta tin rằng những lời tiên tri này được ứng nghiệm ngay trước mắt chúng ta. And if this prophecy is true, is fulfilled, and the Kansas City Chiefs win the Super Bowl, then we will see a fulfillment of a prophetic word that was spoken years ago. Khi bắt đầu của mùa football năm nay, người ta không có nghĩ rằng đội này có một cái hy vọng gì, nhưng mà họ đã thắng nhiều trận và bây giờ đang ở trong cái chỗ là một cái đội có tiềm năng có thể thắng được giải Super Bowl năm nay. At the beginning of the year, with the controversies that took place with the team, people didn't predict that the Chiefs would be in the Super Bowl. But we see that they have won many games and now they are in the contest for the Super Bowl trophy. Chúng ta biết rằng những cái lời tiên tri là những điều mà Chúa Ngài đặt để ở trong tấm lòng của một con người nghe được sự hướng dẫn của Chúa để công bố ra. We know that a prophetic word is what the Lord has placed in an individual where the individual needs to declare it and speak it out.
Nhưng mà nhiều lời tiên tri nó không tự động xảy ra, nhưng mà nó cần được đón nhận và cầu nguyện xin Chúa Ngài khiến cho nó trở nên ứng nghiệm. But many prophetic words cannot be fulfilled unless apart from the prayers of his of God's people, and it needs a prayer to be fulfilled. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có cầu nguyện để đội Kansas City Chiefs sẽ thắng ở trong giải Super Bowl trong Chủ nhật này, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho lời tiên tri được ứng nghiệm sau cái dấu này, hiệu này đó, đó là sẽ có một cơn phục hưng toàn cầu. Điều đó sẽ xảy ra ở trước mắt chúng ta. Of course, our prayer is not solely that the Kansas City Chiefs will win this weekend, but what we are praying for is the effects of it, of what would take place in terms of the revival that would come about. Đó là sẽ có triệu triệu người, lên đến hơn 1 tỷ người sẽ được cứu ở trong một thời gian ngắn. That is millions upon millions, up to a billion people will be saved in a very short period of time. Và trong đó chúng ta biết rằng có những điều mà chúng ta đã cầu xin hơn 20 năm qua, đó là có 53 triệu người Việt Nam sẽ được cứu trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. And that in there there's something that we have prayed for is that in that number would be the 53 million Vietnamese people also will come to know the Lord. Và những lời tiên tri khác về việc mà chúng ta thấy vô số người sẽ được kéo vào vương quốc của Chúa, như Esai chương 2 đã tiên tri, đó là trong những ngày cứu rốt Chúa, Ngài sẽ làm cho núi của Đức Giê-hô-va, núi của nhà Chúa sẽ cao hơn tất cả mọi núi đồi. And then we will see here, like in Isaiah 2 prophesies that so countless people will be drawn to the Lord, to where it shows that the house of the Lord, the mountain of the Lord will be the highest above all. Và vua của các nước cũng như là các nước sẽ kéo vào ở trong núi của Chúa, tức là vào ở trong hội của hội thánh của Ngài. And the kings of nations will draw into the place of God, and that is to they would come into faith and know the Lord. Chúng ta tin rằng điều đó đang ở trước mắt chúng ta vì có những dấu hiệu mà chúng ta thấy ở trong những ngày qua. And we believe that is before us because we've seen some signs in these recent days. Chưa bao giờ chúng ta thấy có những trận cháy rừng lớn như là ở tại Úc Châu trong những ngày qua. We've never seen such wildfires as we've seen here in Australia in the recent days. Rồi chúng ta thấy núi lửa ở của cái vòng gọi là Ring of Fire, cái vòng tròn lửa của Thái Bình Dương, chúng ta thấy rằng nhiều núi lửa đã nổ cùng một lúc. We see that in the South Pacific there is the ring of fire of volcanoes. They have been very active in recent days. Rồi chúng ta thấy những cái dịch lệ như là thế giới đang sầu não và đang lo sợ, đó là cái dịch corona ở tại Wuhan hay là Vũ Hán đã xuất hiện, và chúng ta thấy có cái tiềm năng là có thể ảnh hưởng và nhiều người bị lây bệnh. Then we see epidemics, like we see the coronavirus in the region in China, and we've never seen such outbreak. Chúng ta biết rằng dịch lệ nó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy nó xảy ra trong một cái mức độ mà làm cho cả thế giới, vì tin tức được chuyển đi một cách rất là nhanh, cho nên nhân loại đang sầu khổ về những việc này. We know that epidemics take place here and there, but in terms of what has been taking place in recent days and with the advent of the way that we receive news so quickly now, there's so many so much news being sent, and we're given updates to all the different epidemics and all the challenges that we face here, and people are dealing with that burden. Việc cháy rừng chúng ta cũng thấy rằng nó cũng đã từng có xảy ra, nhưng mà trong những ngày của phương tiện truyền thông của công nghệ Internet thì chúng ta thấy rằng đã chuyển tin một cách rất là nhanh chóng, và cả nhân loại đều quan sát và thấy được những việc này một cách nhanh chóng. Of course we know that forest fires do take place here and there, but now with the past, with the way that the Internet and media is broadcast now, we're able to get updated so quickly, and now the whole world sees particularly this the forest fire in Australia. Tôi tin rằng tất cả những điều này chuẩn bị cho cái ngày mà tin lành của Chúa được rao truyền một cách nhanh chóng. Những công việc mà Chúa Ngài làm đó thì thế giới có thể biết được cái tin tức đó ở trong vài giây phút là người ta có thể nhận được bản tin. Now I believe that this all sets up so that many people will come to know the Lord because of the way that he would do his work, that people would also take note and be able to see the things that he does almost immediately. Ở tương lai khi Đức Giêsu trở lại và chân của Ngài chạm trên đỉnh núi Olivet thì cả thế giới đều thấy hết như lời tiên tri, thì chúng ta thấy bây giờ
công nghệ của internet có thể giúp cho chúng ta thấy việc đó có thể xảy ra một cách rất là dễ dàng. And now we see when Jesus comes back, and when he comes back for his people and he steps on Mount Olive, we know that we will actually know almost instantly the way that social media and the internet allows us to be updated so quickly. This is something that's very possible. 10 năm về trước chúng ta nghĩ rằng việc này nó khó xảy ra, nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng bất cứ một người nào có một cái điện thoại di động có thể đứng ở tại cái cảnh đó mà có thể truyền hình cho cả thế giới xem ở trong nháy mắt, là bởi vì ngày hôm nay ai cũng có thể làm người truyền hình được. 10 years ago we didn't think it was possible, but now anyone with a smartphone can stand at the moment in which a major event takes place and be able to record and broadcast it instantly. Chúng ta thấy rằng điều đó cũng chuẩn bị cho chúng ta rằng những tin tức, những công việc của Chúa làm, chúng ta thấy rằng sẽ được phổ biến một cách nhanh chóng. Cho nên có cái ảnh hưởng của toàn cầu trong mọi bản tin cũng như một sinh hoạt, chúng ta thấy rằng đang rất là gần với chúng ta. And we see that with the way that everything is now, we're able to receive the instant, with almost instantly, the events that took place and also what God is doing around the world as well. Và thế giới đang chuẩn bị để đón chờ một thế công nghệ nữa gọi là 5.0, 5G, thì chúng ta 5G đó. Thì chúng ta biết rằng internet còn đi nhanh hơn nữa và những tin tức sẽ được đồn ra một cách nhanh chóng hơn nữa. And of course right now we see the integration of 5G, which once that is fully implemented will even take us to another level of the information highway. Người ta nói rằng chúng ta sẽ thấy internet nó nhanh đến cái độ mà chúng ta chưa bao giờ thấy so với lại cho đến giờ phút này. It is said that with that new application that we will never the speed at which we receive things will be way beyond what we've ever experienced before. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy còn tin tức còn có thể bị delay chừng khoảng hay là bị chậm đi chừng khoảng 3 giây nếu chúng ta ở bên kia của thế giới, của quả địa cầu. Nhưng mà 5G, 5G mà nó đã hoạt động đó, thì lúc bây giờ là nó sẽ xảy ra ngay tức thì và chúng ta thấy nó không còn bị chậm như là hiện tại. We know that currently right now there is a 3-second lag with the current way that the speed of the internet is and the speed of LTE is. But with 4G, I mean 5G, that speed will give us instant, the same of whatever's taking place, whatever's being broadcast will take place at the same time. Tôi chia sẻ điều này không phải là để cho anh chị em lo sợ, nhưng mà để báo tin cho anh chị em đó là ngày mà cơn phục hưng toàn cầu mà chúng ta đã mong đợi, chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta đã nghe những lời tiên tri có thể đang ở rất là gần với chúng ta. I share this with you so that you're not to scare you or worry you, but here to tell you is that the revival, the great revival that we have been praying for that would take place around the world is very possibly very near to us. Anh chị em, đây là những cái giờ phút hết sức là thích thú để chúng ta được sống ở trên mặt đất này và sẽ chứng kiến những việc Chúa làm trong những ngày. That's what brothers and sisters, this is a wonderful time to be alive here and to be witnesses of the things that the Lord is going to do. Nên chúng ta tối hôm nay sẽ cầu nguyện. So tonight we're going to pray. Cầu nguyện với hết cả đức tin rằng Chúa Ngài sẽ làm thành những điều Ngài hứa cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa toàn cầu cũng như là cho công việc. Nhiều người sẽ được cứu trong những ngày sau. So tonight we're going to pray that the Lord will fulfill the things that He's promised to us, to our church, to throughout the world. Anh chị em có phấn khích không? Are you excited? Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện rồi chúng ta bước vào thì giờ cầu nguyện buổi tối. Let's come to the Lord and then let's step into worship. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì thời điểm mà Chúa ngài cho chúng con sống ở trên mặt đất này. Lord, we thank you, God, for the opportunity in which you have allowed us to be alive on this earth. Trong các thế hệ chúng con được Chúa cho là thế hệ đang sống ở trên mặt đất này trong những ngày đầu của thập niên thứ ba của thế kỷ 21 này. And Lord, you allow us, Lord, to be alive in at this time, God, in this period of time. Chúng con ngợi khen Chúa vì những điều Chúa ngài đã làm cho đời sống của chúng con. We thank you for the things that you've done on our behalf. Và những gì Chúa ngài đã làm đánh dấu 20 năm Chúa ngài đã làm việc ở trên VBC Houston. And Lord, and the things that you have done, Lord, that would give us signs, Lord, of the 20 years, Lord, that you have given signs for VBC Houston. Chúng con đón nhận tất cả những lời tiên tri về đời sống của chúng con và hội thánh của ngài. Xin Chúa ngài ban phước để mắt của chúng con sẽ thấy những lời tiên tri được ứng nghiệm. Chúng con cảm ơn ngài. Lord, we receive, God, Lord, what you have for us, God, for ourselves, Lord, for our church, VBC Houston, God, in these coming days. Cảm ơn Chúa vì những dấu hiệu chuyển mình của tất cả những sự việc đang diễn ra ở trên thế giới này để chào đón
cơn phục hưng vĩ đại mà Chúa hứa sẽ đến ở trên quả địa cầu này, trên nhân loại trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Lord, we thank you for the indicators, the signs that are around the world confirming God, ushering in, God, Lord, this great revival that would take place around the world. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có thể nhận được sự dẫn dắt của Chúa để buổi tối hôm nay chúng con có thể cầu nguyện cho những điều mà Chúa Ngài đặt để trong lòng của chúng con. Lord, thank you for leading us, God, Lord, as we pray specifically towards what you're going to do, God, here. Nguyện xin nước của Chúa được đến và ý của Ngài được nên ở trong buổi tối hôm nay. Lord, may your will be done on earth as it is in heaven. Chúng con tạ ơn Ngài. We thank you. Chúng con phó dâng thời gian này phong ơn Chúa. And we lift up this time to you. Để chúng con cầu nguyện. And we pray. Trong danh Chúa Jesus Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đứng. Praise the Lord. Remain standing. Chúa. Let's worship our God. Amen. Amen. There is power in the name of Jesus. 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 To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army, there's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Yagwinan, chongwizan ko Jesu. Yagwinan, chongwizan ko Jesu. Yagwinan, chongwizan ko Jesu. Thank you.
chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Lord, I worship you.
That you would open up the floodgates of heaven, Father, from glory to glory, Lord, that your Spirit would fall afresh on us today, God, that as we gather in your presence, as we gather, Lord, as VBC Houston, Lord, to cry out, Father, to you, Father, to cry out for this church, God, to cry out for this city, for this nation, for our world, God, believing, Lord God, that there's victory in you, God, believing, Father, that the lost would be found, God. We declare, God, that open up the floodgates of heaven, Father, for your kingdom shall come, God. Open up the floodgates, 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 open up the floodgates. Open up the floodgates, open
Father God. Let it rain, Father. Would your blessings, Lord God, rain upon us, Father. Father, that we would receive, Lord God, healing, God. We would receive, Father, everything that you have in store for us. We bless your name in Jesus' name. Amen. 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 Church, we bless tonight. You may have a seat. Wow. Cảm ơn Chúa vì thời giờ ngợi khen trong buổi tối hôm nay. Tôi tin rằng sự xuất dầu của Chúa tuôn đổ và chúng ta cảm nhận được điều đó ở trong thời giờ chúng ta ngợi khen Chúa. Như tuần rồi chúng ta đã công bố, mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, VBC Houston sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong mức độ sâu đậm mà chúng ta ước mơ Chúa ngày sẽ làm cho chúng ta ở trong những ngày sắp đến. Vì chúng ta tin cho nên chúng ta công bố là Chúa Ngài luôn muốn tìm thấy những lời của đức tin để Chúa có thể hành động và trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta đến ở trong sự cầu nguyện. Vì như chúng ta đã được thiết lập nguyên tắc này từ nơi lời của Chúa và kinh nghiệm của những người đi trước, dường như Đức Chúa Trời không nhúng tay vào những việc ở tại trần gian này trừ trường hợp đáp lời cầu nguyện. Và để dân sự của Chúa biết phải cầu nguyện như thế nào, thì Chúa Ngài thường mặc khải điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, để chúng ta dâng quyền pháp lý cho Chúa, và Chúa Ngài có cớ để Ngài có thể đến và thực hiện công việc của Ngài. Cho nên Chúa Ngài mở ra những lời tiên tri, những tiên báo để chúng ta đặt đức tin, chúng ta xin để Chúa Ngài hành động và Ngài làm việc. Một số các anh em đến trễ thì không có nghe nhắc đến một cái lời tiên tri mà tôi tin rằng có thể Chủ nhật này được ứng nghiệm. Đó là khi đội bóng Kansas City Chiefs, KC Chiefs, mà đi vào trận Super Bowl và đội này khi thắng, thì đó là một dấu hiệu mà Chúa Ngài dùng một tôi tớ của Chúa, một tiên tri cận đại là Bob Jones đã báo trước điều này hơn 20 năm về trước. Và chúng ta biết rằng đội này là một đội khá giỏi, nhưng mà họ chưa bao giờ có được những cái giây phút là đi gần vào ở trong cái chung kết như là chúng ta thấy ở trong năm nay. Và biết rằng Chủ nhật này họ sẽ chơi với đội của San Francisco 49ers. Thì cũng là một cái dấu. 50 năm rồi đội Chiefs đã mong đợi để có cơ hội chơi trong Super Bowl. Thì bây giờ có thể đã được ứng nghiệm là họ được chơi vào trong Super Bowl. Đội 49ers 49 thì có lẽ là chuẩn bị trước cho số 50 mà Chiefs đã ao ước và sẽ được ứng nghiệm là năm thứ 50 họ được chơi ở trong trận Super Bowl này. Tất cả những điều đó đối với anh em thì có lẽ những cơ đốc nhân của chúng ta thì mà chúng ta không có quen về vấn đề bóng của football của Mỹ đó, tức là bóng bầu dục đó, thì chắc là chúng ta sẽ không thấy có cái gì quan trọng. Nhưng mà đối với người Mỹ thì đây là việc rất là quan trọng. Vì đây là một trong những cái môn chơi mà người Mỹ rất là thích thú để xem. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì lời tiên tri này. Chúng ta đeo đuổi cái ứng nghiệm của cái dấu này khi nó xảy ra. Đó là sự phục hưng toàn cầu mà chúng ta đã nghe tiên tri rất là nhiều. Chúng ta đeo đuổi và chuẩn bị để hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ đứng giữa chương trình của Chúa khi sự này xảy ra. Nên tôi tin rằng khi chúng ta đã trả giá, đã cầu nguyện, đã chuẩn bị, khi việc xảy ra thì chúng ta sẽ là một trong những hội thánh sẽ kinh nghiệm được lợi ích lớn lao bởi vì có cái sự chuẩn bị này. Một trong những điều khác nữa mà trong lúc chúng tôi đang ngợi khen Chúa với anh chị em thì cũng là một hình ảnh rất là đẹp. Sáng hôm nay tôi đọc một cái bản tin có những hội thánh của Chúa ở tại Trung Quốc. Họ đăng tin lên và họ báo cho những người bị cô lập bởi vì cái dịch corona này đó. Đó là nếu họ không có cái nơi nào đón nhận họ
thì xin đến nhà thờ. Các nhà thờ này mở cửa để đón những người bệnh nhân này. Tại vì hội thánh của Chúa có chìa khóa và có cái sự trả lời. Chúng ta có quyền năng của sự chữa lành của Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy cái lời tiên tri của Chúa ở trong Esai chương 2 đó là điều rất là tốt. Đó là sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày cũng ban ơn để chúng ta cũng sẽ thấy điều đó xảy ra. Hội thánh của Chúa được mặc lấy quyền phép của Chúa một cách lớn lao, và sự sức giàu chữa lành sẽ đến một mức độ mà chúng ta sẽ thấy ở trong ơn của Chúa. Cái đây một tuần lễ, anh em của chúng tôi có cơ hội để đi ăn, thì tôi có nói với hai anh em trong hội thánh, đó là xin cầu nguyện. Tôi cảm nhận ở trong lòng là đã đến lúc chúng ta sẽ thực hiện lại. Thứ bảy, thứ ba của tháng, chúng ta sẽ làm một đêm truyền giảng chữa lành. Thì tôi tin, lúc đó thì chưa nghe tin tức về vấn đề cơn dịch phổi corona này. Nhưng mà nếu không phải cơn dịch này thì cũng có nhiều cái chứng bệnh mà con người chúng ta bó tay. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài có quyền để chữa lành. Và hội thánh của Chúa thì chúng ta được Chúa cho cái cơ hội để chúng ta phục vụ. Như tuần rồi chúng ta đã công bố, chúng ta sẽ đi nơi nọ đến chỗ kia làm việc phước, làm việc lành, chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Có ai nhớ và công bố trong tuần rồi không? Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ mở chúng ta những cánh cửa ở trong những ngày sắp đến. Nên chúng ta cầu nguyện Chúa Ngài ban cho. Và có thể lắm khi sự phục hưng toàn cầu, sự phục hưng của kỳ cuối rốt trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm xảy ra, thì VBC sẽ thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri và sự hiện thấy mà chúng ta đã được nghe nhắc nhở rất là nhiều lần. Đó là đến lúc người ta sẽ xếp hàng ở trước cửa nhà thờ để chờ đến phiên của họ đến để được chúng ta cầu nguyện. Trong tất cả các cuộc phục hưng ở trong quá khứ thì sự chữa lành là điều mà chúng ta thấy rằng đi đầu cũng như là rất là rõ nét. Bởi vì chính ở trong cái sự phục hưng của Chúa làm cho chúng ta đầy dậy sự sống và sự hiện diện của Chúa, khiến cho chúng ta dạn dĩ để chúng ta phục vụ những người có nhu cầu. Khi nãy tôi cầu nguyện cái lời cầu nguyện, tôi thấy ở trong chức vụ của một tôi tớ của Chúa được gọi là sứ đồ của sự chữa lành, The Apostle of Healing. Đó là chức vụ của sư John G. Lake. Ông đầy ơn và sự sức giàu của Chúa đến độ ông dạn dĩ tin chắc là quyền năng của sự chữa lành đã đặt ở trong tay của ông, như lời của Chúa nói: hãy đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Và ông đã để cho người ta nhiễu những cái những con vi trùng mà người ta tìm thấy ở trong phòng thí nghiệm đó, bỏ ở trên tay của ông. Rồi xong để cái bàn tay của ông vào trong kính hiển vi trở lại để xem. Thì người ta khám phá rằng những con vi trùng nó lăn ra nó chết. Vì sự sức giàu của Chúa để trên tay của tôi tới của Chúa. Khi nãy tôi cầu nguyện là Chúa Ngài sẽ lặp lại điều này ở trên hội thánh của Chúa. Vì chúng ta có giải pháp. Và tất cả những điều Chúa Ngài làm, sự sức giàu của Ngài, thì không phải là để chúng ta để dành, để chơi hay là lâu lâu chúng ta sử dụng. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta sử dụng như điều mà Chúa Ngài đã hứa ở trong lời của Ngài. Và đó là quyền phép mà tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm ở trong ơn của Chúa trong những ngày sắp đến. Dù chiều hôm nay chúng ta đọc một cái bản tin cũng rất là được khích lệ. Mục sư Nguyễn Hùng Vương ở tại Úc Châu, ông vừa mới đưa một cái bản tin, đó là có một phòng thí nghiệm ở tại Úc đã nuôi được con vi trùng này, corona này. Và trong những ngày qua nuôi nó được, tức là có thể nghiên cứu nó được, thì người ta đã tìm được cái thuốc để trị mà họ đang chuẩn bị để chia sẻ cái khám phá của họ với The Who. Đó là cái
World Health Organization, để cái cơ quan về sức khỏe của thế giới sẽ nhận được cái khám phá của họ cũng như điều họ nghiên cứu được để tìm cái thuốc giải cho cái chứng bệnh đang diễn ra ở nhiều nơi. Xin Chúa nghe thương xót mà chúng ta sẽ thấy điều đó được diễn ra. Trong phần hội thánh chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta cầu nguyện để được đầy ơn của Chúa. Và Chúa Ngài sẽ cho chúng ta có rất là nhiều cơ hội để chúng ta phục vụ. Ở trong lịch sử của nước Anh thì cũng có cái thời điểm gọi là cái dịch mà dịch đen đó. The Black Flag. Thì chúng ta thấy rằng người ta bỏ thành London để người ta chạy ra. Thì Cơ Đốc nhân đã chạy vào thành London. Và tại đó họ phục vụ, họ giúp đỡ cho những bệnh nhân. Và nhiều điều tốt lành đã xảy ra. Thì con cái của Chúa, chúng ta có quyền năng của Chúa. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ sử dụng để có thể làm nguồn phước cho những người xung quanh. Thì chúng ta sẽ tỏa sáng nhất khi đèn tối nhất. Amen anh chị em. Nên chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài ban phước trong ơn của Chúa, trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cầu nguyện và công bố 8 điều. Thứ nhất là chúng ta ngợi khen và cảm tạ Chúa cho những việc mới mà Ngài đang làm cho VBC Houston. Những việc Chúa làm rất là lạ. Tôi chia sẻ để khích lệ anh chị em. Chúa đem những người thuộc về các dân tộc khác đến với chúng ta, họ được cứu. Số em thiếu nhi nghe học lời của Chúa trong các bài học, tin nhận Chúa ở trong lớp của mình cũng là một cái con số rất là được khích lệ và chúng ta sẽ chứng kiến khi chúng ta có báp têm nước ở trong năm nay, ở trong tháng 2, để chúng ta sẽ thấy được sinh hoạt của công việc của chúng ta được Chúa Ngài ban phước. Tôi nhận được một cú điện thoại của một thiếu nữ người gốc Tây Ban Nha. Cô nói rằng tôi nằm mơ và thấy có một giấc chiêm bao. Thức dậy thì biết rằng đây là cái khải tượng từ nơi Chúa. Đó là tôi khi đi nhận cái sự phục vụ của những người Việt Nam làm móng tay, làm đẹp. Thì Chúa luôn luôn đặt để trong lòng của tôi là phải làm chứng cho họ. Nhưng mà tôi không biết nói tiếng Việt. Họ thì không nói được tiếng Anh. Cho nên Chúa Ngài đặt ở trong lòng của tôi là phải tìm đến với Hội Thánh nơi mục sư quản nhiệm để được giúp đỡ họ. Tôi có thể có được những cái phương tiện để có thể làm chứng cho người Việt Nam. Tôi nghe điều này thì tôi rất là được khích lệ và tôi nói rằng con cứ đến. Mục sư có chuẩn bị sẵn là có một cái quyển sách Tân Ước song ngữ. Thì có thể sử dụng để chỉ một câu bên tiếng Anh mà con quen thuộc và khuyến khích cái người mà con làm chứng đó đọc câu bên tiếng Việt. Thì cô reo lên trong sự vui mừng, nói rằng ông không biết là cái điều này đem lại phước hạnh cho tôi đến chừng nào, bởi vì tôi mong như vậy nhưng mà không biết đi tìm ở đâu. Thì tôi nói rằng cảm ơn Chúa là mục sư có được 2 quyển thì mục sư sẽ cho con 1 quyển. Thì cô rất là mừng và Chủ nhật vừa rồi đã đến nhận ở trong sự vui mừng. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì có những con người như vậy, Chúa Ngài cũng dấy lên để giúp đỡ tiếp tay với chúng ta trong mùa thu hoạch. Chúa đang làm những công việc mới của Ngài. Chúa Ngài đang làm những công việc lạ lùng của Ngài ở trong ơn của Chúa. Anh chị em biết là thanh niên trước đây thì hay đình trễ ở trong việc đi giờ nhóm lại. Nhưng mà ở trong những ngày của dưỡng linh của đội tuyển, các em được thách thức là đến nhà thờ sớm 30 phút trước giờ nhóm để cầu nguyện, để giúp đỡ, để chuẩn bị, để đón tiếp người mới. Cảm ơn Chúa một số đông đã đáp ứng lại. Và chúng ta thấy suốt ở trong tháng này, các em đã đến sớm 30 phút trước giờ nhóm. Cảm ơn Chúa. Đó cũng là một việc mới Chúa làm. Amen anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đó, và chúng ta cũng cầu nguyện để nhóm của lễ Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có những con cái của Chúa có tinh thần đó. Bởi vì chúng tôi thách thức các em là nhìn rất là tệ khi chúng ta mời khách đến.
mà khách đến sớm còn chủ nhà thì không thấy, mà còn vô trễ nữa. Để như vậy thì chúng ta thấy rằng nó sẽ làm cho khách nản lòng, và nó cũng làm cho cái việc truyền giáo của chúng ta đó, chúng ta nói ngược với những điều chúng ta nói. Chúng ta mời họ tin Chúa, đặt Chúa đứng làm Chúa, làm chủ của đời sống của họ. Trong khi đó thì chúng ta không để Chúa là cao trọng ở trong đời sống của chúng ta. Ra mắt Chúa mà mình đi trễ, mình lần lửa ở trong cái công việc, thì chúng ta sẽ làm chứng ngược, mà cái điều đó nó sẽ đẩy người ta đi xa Chúa hơn là chúng ta kéo họ đến với Chúa. Nên chúng ta cầu nguyện Chúa Ngài sẽ làm việc nhiều việc mới hơn nữa, và một trong những điều mà Chúa Ngài sẽ làm đó là Ngài khiến cho anh chị em của chúng ta trong hội thánh sẽ trân quý cái thời giờ thờ phượng Chúa và phước hạnh càng hơn trong những ngày sắp đến trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Esai 43 câu 19 chép: này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Xin anh chị em gạch dưới cái chữ đó, sẽ hiện ra ngay. Chúng ta cầu nguyện Chúa Ngài sẽ làm, bởi vì chúng ta biết rằng cái thời gian, thời lượng mà chúng ta có trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm thì nó rất ngắn rồi. Cho nên tôi đã nói nhiều lần và thúc đẩy anh chị em là chúng ta không còn nhiều thời giờ để chúng ta thử chuyện này chuyện kia và trễ nải nữa, bởi vì nó rất là cấp bách. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta thấy việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài sẽ khiến có những con sông chảy ra trong sa mạc. Làm sao để sông có thể chảy trong sa mạc được? Phải có mưa. Khi mưa đổ xuống thì chúng ta sẽ thấy những việc lớn xảy ra trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài đổ phước hạnh của Ngài một cách tươi mới. Mưa cuối mùa được đổ ra một cách mạnh mẽ. Mưa cuối mùa và mưa đầu mùa đổ ra cùng một tháng, cùng một lúc, để chúng ta sẽ thấy nước dư dật. Và lúc bây giờ thì sẽ khiến những sông chảy ra trong nơi sa mạc. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta cầu nguyện là xin nước của Chúa được đến ở trên VBC Houston và ý của Chúa được nên. Xin nước của Chúa được đến. Chúng ta đã công bố tuần rồi chúng ta là hội thánh của vương quốc Đức Chúa Trời. Thì chúng ta xin nước của Chúa được đến là như vậy, để vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện. Và chúng ta sẽ là những người phân phối sự chữa lành của Chúa trong hai cái mức độ. Mức độ của giao ước là những con cái của Chúa ở trong giao ước của Chúa thì sự chữa lành đã thuộc về chúng ta rồi, vì bánh thuộc về con cái. Và sự chữa lành cũng xảy ra cho việc truyền giáo khi chúng ta đến với những người chưa biết Chúa. Thì Chúa Ngài ban phước để nước của Chúa được đến, vì trong vương quốc Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đã được bày tỏ ra cho chúng ta, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài hứa ở trong vương quốc của Ngài đã bày tỏ ra cho chúng ta ở tại sách Khải Quyền, thì chúng ta thấy rằng ở trong nước của Chúa, ở tại thiên đàng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng không có bệnh tật ở trong đó nữa, vì có cây của sự sống trồng ở bên cạnh dòng sông nước sống. Thì chúng ta thấy lá của nó dùng để chữa lành, trái của nó dùng để ăn. Thì cái sự chữa lành sẽ đến một cách dư dật ở trong những ngày sắp đến trong ơn của Chúa. Lá thì nhiều hơn trái, phải không? Thì chúng ta tin rằng sẽ có cái mức độ của sự chữa lành sẽ đến một cách lớn lao ở trong những ngày sắp đến. Cho nên chúng ta cầu xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở tại VBC của chúng ta. VBC Houston sẽ thấy nước của Chúa được đến ở trong những công việc mà chúng ta sẽ thấy ở trong ơn của Ngài, và ý của Chúa được nên, ý của Chúa được nên. Ngày hôm nay trong suốt thời giờ chúng tôi đi ở trong phòng nhóm này, phòng nhà thờ này để cầu nguyện, thì Chúa Ngài làm mới lại, Chúa Ngài đem lại rất là nhiều cái sự khích lệ về những lời tiên tri mà lâu rồi tôi không có để ý đến nữa. Thì Chúa Ngài làm mới lại và tôi thấy được rất là phấn khích, vì biết rằng Chúa Ngài sẽ làm cho ý của Ngài được nên. Ý của Chúa được nên. Ý của Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta cũng như chức vụ của chúng ta đó. Thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta, mỗi cuộc đời chúng ta, Chúa có một cuốn sách. Và khi Chúa cho một tiên tri của Chúa, cái người có ơn tiên tri, đọc được một trang nào đó ở trong đời sống của chúng ta, trong cuốn sách của cuộc đời của chúng ta. Và họ nói ra những điều đó. Vì Đức Chúa Trời, Ngài đã định những ngày sống của chúng ta trước khi
chưa có những ngày đó. Thi Thiên 90 nhắc chúng ta điều đó. Số ngày của chúng ta đã được định ở trong Chúa và Chúa đã kế hoạch trước khi có những ngày đó. Cho nên anh chị em, ngày mai cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao đó, thì trong sách của Chúa mà đã viết về cuộc đời của chúng ta đã ghi rồi. Nên có những lúc những người có ơn tiên tri, ơn của lời khôn ngoan và tri thức, Chúa ngài mở ra cho họ thấy được một trang nào đó trong cuộc đời của chúng ta, của một giai đoạn nào đó, và Chúa ngài cho họ nói trước để chúng ta được khích lệ. Anh chị em nắm được vấn đề không? Thì cuộc đời của chúng ta đã được Chúa ngài kế hoạch rồi. Chúa dệt nên chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta cho mục đích của ngài. Trong hai Chúa Nhật qua chúng ta được nhắc nhở về điều đó rất là nhiều. Anh chị em có tin điều đó không? Chúa ngài có chương trình và ngài dựng nên chúng ta mỗi người một nét một vẻ khác nhau cho cái công việc mà Chúa ngài đã định cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba chúng ta cầu nguyện và công bố, đó là dân của các nước đang sống tại Houston sẽ tràn vào hội thánh của Chúa và là trung tâm của giải pháp từ trời. Tôi tin điều đó và chúng ta cầu nguyện để hội thánh của Chúa khắp ở trên thành phố này sẽ được phục hưng, sẽ đứng vào trong vị trí mà Chúa ngài đã định. Vì hội thánh mà Chúa Giê-xu thành lập thì mới thắng được các cửa âm phủ. Hội thánh mà Chúa Giê-xu thành lập thì mới thắng được các cửa âm phủ. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh, họ nói là hội thánh của Chúa, nhưng mà không phải hội thánh mà Đức Chúa Giê-xu ngài đã thành lập. Hội thánh giống ai đó chứ không giống Chúa. Chúng ta cầu nguyện để sẽ có một sự trở lại, sẽ có một sự phục hưng, là hội thánh của Chúa sẽ là hội thánh mà Đức Chúa Giê-xu thành lập. Chúa định hội thánh của ngài là hội thánh đầy quyền năng. Vì các cửa âm phủ không thể nào thắng được hội đó. Cảm ơn Chúa. Và lời của Chúa hứa với chúng ta trong Ê-sai chương 2 câu 2 câu 3. Chúng ta đọc điều này để chúng ta được khích lệ. Dĩ nhiên những lời tiên tri này đến cho người Israel trước và cho chúng ta là những người Israel thuộc linh sau này. Sẽ trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp, ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối của ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo của ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Anh chị em cầu nguyện. Chúng tôi chuẩn bị để sẽ đi vào trong một loạt bài mới trong 11 tuần tới, để chúng ta 11, 12 tuần tới, để chúng ta sẽ chia sẻ lời của Chúa mà chúng tôi tin rằng đây là điều mà Chúa đặt để. Và chủ đề của chúng ta là Đức Giê-hô-va ở đó. Lời của Chúa nó nói về thành Jerusalem là một ngày tại đó người ta sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va ở đó. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài sẽ làm việc để thành phố Houston và VBC Houston của chúng ta, khi người ta nói đến thì người ta sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va ở đó. Chúa làm việc, Chúa chữa lành, Chúa ngài giải phóng những con người, Chúa giải cứu những con người, Chúa phục hồi những cuộc đời, và người ta đều sẽ đồn với nhau rằng Chúa ở đó. Amen anh chị em. Và chúng tôi sẽ chia sẻ, anh chị em cầu nguyện để loạt bài này sẽ là những điều mà chúng ta học rồi chúng ta đeo đuổi, vì thấy rằng Chúa ngài luôn có mặt. Ngài có mặt ở trong buổi sáng thế, ngài có mặt ở trong việc phục hồi những con người qua giao ước của Abraham. Ngài có mặt ở trong việc báo tin và chuẩn bị cho chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ, của Đấng Christ. Ngài đến, ngài chịu những lằn đòn, ngài hứng chịu những điều đó để đem lại phước hạnh cho chúng ta. Tất cả những điều đó, Đức Chúa Trời luôn luôn có mặt. Ngài có mặt ở tại đó. Những điều chúng ta thấy dường như là Chúa ngài yên lặng, chúng ta không cảm nhận, không thấy được, nhưng mà Chúa luôn luôn có mặt ở tại đó. Vì ngài là Đức Chúa Trời toàn tại, và ngài cũng là Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của ngài cho những con người, cho những nơi chốn, cho những dân tộc. Nên chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài sẽ ban phước, để rồi chúng ta sẽ thấy khi người ta nói đến thành phố Houston này, khi người ta nói đến hội thánh của Chúa tại đây, thì người ta nói rằng chúng tôi sẽ đến, sẽ lên núi
của Đức Giê-hô-va sẽ đến đó, bởi vì Chúa ở tại đó. Amen. Anh chị em có muốn chúng ta được biết là một hội thánh có Chúa ở đây không? Xin Chúa nghe cho đi, chúng ta sẽ trả giá trong sự cầu nguyện để và đời sống của chúng ta thu xếp lại để làm cái nơi mà Chúa Ngài vui lòng bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Như tôi nói nhiều lần, Chúa Ngài rất là thương nhiều hội thánh cũng như chúng ta. Nếu ở trong tình trạng hiện tại mà Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài như ở trong Cựu Ước đã bày tỏ chúng ta, thì nhiều người sẽ ngã chết tại chỗ. Vì thương chúng ta, Chúa cúp điện, vì sợ điện sẽ giật chúng ta chết. Và Chúa thì rất là muốn bày tỏ sự hiện diện của Ngài với hội thánh, cho nên Chúa Ngài báo trước cho hội thánh những cái chìa khóa để chúng ta có thể đón tiếp sự hiện diện của Ngài. Sự ký thứ nhì 7:14 đã cho chúng ta thấy hình ảnh đó. Nhật bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. Hạ mình xuống, bỏ con đường tà, tìm kiếm mặt ta. Cái bỏ con đường tà là điều mà nhiều người người ta không có nhắc đến cái điều đó. Là thánh cúi xuống và cầu nguyện thì Chúa Ngài sẽ nghe. Nhưng mà còn bỏ con đường tà nữa, thì Chúa ở trên trời Ngài sẽ nghe, Ngài sẽ cứu xứ khỏi tai vạ, Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện. Đó là điều mà Chúa Ngài đã dạy cho vua Salomon, để dạy cho dân sự của Chúa ở trong ngày vua Salomon cung hiến đền thờ. Đó là giải pháp của Đức Chúa Trời. Ngài báo trước, Ngài biết rằng dân sự của Chúa sẽ đến một lúc họ sẽ tẻ tách và họ không có đi gần Chúa, thì họ sẽ thấy được những cái việc xảy ra, đó là mùa màng thổ sản của họ bị phá hoại. Và Chúa Ngài đóng trời lại, không cho mưa. Khi thấy những dấu hiệu đó, thì Chúa Ngài chỉ cho họ một cái giải pháp, đó là có một sự ăn năn quay trở lại, thì Chúa Ngài sẽ chữa lành xứ sở và cứu xứ khỏi tai vạ, và Chúa Ngài sẽ ban phước cho. Nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn, để hội thánh của Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong mức độ mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm. Trưa hôm nay khi cầu nguyện ở đây, Chúa Ngài đặt ở trong lòng của tôi sẽ có những việc mà xảy ra ở tại đây khiến cho người ta sẽ đến và người ta tìm kiếm, bởi vì người ta nói rằng thiệt Đức Giê-hô-va ở chỗ đó, Chúa ở trong hội thánh đó. Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách rất đặc biệt, và vùng đất này sẽ được biết đến là Chúa ở tại đó. Xin ý của Chúa được nên cho những điều mà chúng ta cùng cầu nguyện. Thứ tư, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời tiêu diệt mọi nghị trình, kế hoạch của Satan chống lại niềm tin của con cái của Chúa tại Hoa Kỳ này, để cho sự phục hưng sẽ đến. Một trong những điều mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài phải giúp đỡ để có thể xảy ra, đó là mọi nghị trình, mọi agenda, mọi công việc, kế hoạch của Satan chống lại niềm tin của con cái của Chúa tại Hoa Kỳ phải được giải quyết. Chúa Ngài đã chọn một con người, ban đầu không ai tin và nghĩ rằng có thể làm công việc này, nhưng mà Chúa đã làm trong những ngày qua. Chúa dùng Tổng thống đương thời của chúng ta, đương nhiệm của chúng ta, và Tổng thống Donald Trump, để phục hồi lại những công việc mà chúng ta thấy trước đây đã bị gài đặt bởi công việc của thế giới tối tăm. Một điều chúng ta thấy rất là quái gở là cái mức độ của những người ghét ông thì họ càng ghét cay, ghét đắng hơn nữa. Và nhiều cơ đốc nhân vì thiếu sự hiểu biết cũng nhảy vào ở trong cái nhóm của những người thuộc ở dưới quyền của Satan để chống đối người mà Chúa Ngài sắp đặt và sức giàu cho thời điểm này. Ông làm những công việc mà trước đây chưa có một tổng thống nào dám làm. Họ hứa đủ điều nhưng mà không ai làm. Sáng hôm nay, Thủ tướng của Do Thái đã một lần nữa cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì ông đã mặc nhiên công nhận cái sự hiện hữu của nước Do Thái khi ông dời tòa đại sứ của Mỹ về Jerusalem
và mặc nhiên công nhận Jerusalem là thủ đô của nước Do Thái. Đây là điều mà nhiều tổng thống của Mỹ đã hứa nhưng mà chưa có người nào dám làm. Khi tôi đi qua bên đó thì một trong những cái nơi mà Bộ Ngoại giao của nước Do Thái, họ rất là vui để chở chúng tôi đi đến một trong những điểm để chúng tôi có mặt. Đó là chở đến tại cái tòa đại sứ mới được xây ở trong nội thành của Jerusalem. Tôi đứng đó chụp một tấm hình, nhưng mà nhìn thấy cái sự vui mừng của những người hướng dẫn cũng như là sứ quán trưởng của sứ quán của Do Thái ở tại Houston ở tại đây. Ông trong cái lời nói, ông rằng ông biết ơn Chúa vô cùng vì Chúa ngày dấy lên một người để đứng chung với Do Thái trong giai đoạn này. Cảm ơn Chúa. Thứ bảy vừa qua, ông cũng làm một cái công việc mà chưa có một tổng thống nào trong lịch sử của nước Mỹ đã làm. Đó là ông đi đến đọc một bài diễn văn và có mặt ở trong đoàn người của những người đi bộ để binh vực cho cái sự lựa chọn sự sống. Đó là chống nạn phá thai. Chưa có một tổng thống nào dám làm công việc này. Chúa dùng con người này. Nó đem lại sự khích lệ. Và chúng ta thấy rằng số người March for Life năm nay đông vô cùng. Đông vô cùng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ông cũng là người đã ký một cái lệnh. Đó là tất cả những học sinh ở trong trường học, khi họ cầu nguyện, họ được tự do để cầu nguyện ở trong trường học. Không ai được quyền ngăn cản cũng như là cấm họ. Đây cũng là chuyện mà chúng ta thấy từ năm 1962 cho đến bây giờ, chưa có một tổng thống nào dám làm công việc này. Và nhiều điều nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa và xin Chúa ngài làm việc để những cái nghị trình cũng như kế hoạch của Satan chống lại niềm tin của con cái Chúa tại Hoa Kỳ này sẽ bị phá sập ở trong những ngày sắp đến. Xin Chúa cho chúng ta tin và dạn dĩ để chúng ta sẽ cầu nguyện điều đó. Thi Thiên 68 câu 1 chép: Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch của Ngài tản lạc và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn ở trước mặt Ngài. Chúa ngài sẽ làm cho chúng nó sẽ bỏ trốn. Amen anh chị em. Xin Chúa ngài làm việc một cách lớn lao ở trong những ngày sắp đến. Điều thứ năm, cầu xin Chúa làm bùng cháy sự khao khát chinh phục linh hồn tội nhân ở trong lòng của tín hữu của VBC Houston. Hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rằng cái việc gì nó xảy ra ở trên thế giới này đó, là người ta nhận được tin tức rất là nhanh, như phần đầu tôi đã nhắc nhở và khích lệ anh chị em để chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên lòng của người ta, như lời của Chúa đã báo trước, sẽ đến một lúc lòng của con người sẽ bối rối sợ hãi. Khi nghe cái dịch bị tấn công phổi corona, thì chúng ta thấy rằng người ở trong nước Việt Nam cũng sợ, mà người ở tại Mỹ này cũng sợ. Thảo luận với nhau đủ thứ mọi chuyện hết, tại vì tin tức nó đi rất là nhanh. Và anh chị em, đây là những cái cánh cửa cơ hội rất tốt để chúng ta đến, chúng ta giới thiệu về sự cứu rỗi, về ơn chữa lành của Chúa, và nhất là sự bình an mà Chúa hứa ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Đang ở giữa của những cái sự khó khăn như vậy, của việc cháy rừng ở tại Úc, rồi cái chứng dịch này, thì chúng ta lại nghe một cái tin tức khác, nó cũng làm chấn động nước Mỹ này. Đó là sáng Chủ nhật vừa qua, ở tại California, Nam California, một tay cầu thủ bóng rổ nổi tiếng mà anh đã đặt những cái kỷ lục gọi là chưa bao giờ có ai có cái khả năng chơi bóng rổ giỏi như anh. Đang ngồi trên máy bay trực thăng với con gái của mình và những người khác.
để đi từ cái chỗ họ đi thờ phượng đi đến cái chỗ con gái của anh sẽ chơi bóng rổ trưa hôm đó. Thì máy bay trực thăng rớt. Anh chết tại chỗ với những người trên máy bay đó. Mới 41 tuổi, là người đã từng có một trận bóng rổ. Anh ghi 81 điểm. Một mình ghi 81 điểm. Chưa bao giờ có một cầu thủ nào chơi giỏi như vậy. Anh ra đi trong cái tuổi 40, khiến cho chúng ta cũng, và những người xung quanh của chúng ta cũng thấy được nhắc nhở, tức là cái chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Ngày hôm đó anh đi thì anh đâu có bao giờ nghĩ là mình sẽ chết. Đưa con của mình đi đến để chơi một cái trận bóng rổ. Thì trên đường bay, trong lúc mà bay như vậy thì thời tiết xấu và sương mù. Thì cái người phi công nghe nói là một cái người rất là giỏi. Thay vì thấy sương mù thì người ta quay trở về. Anh đưa lên cái cao độ cao hơn, bay xuyên và ở trong sương mù không thấy đường. Thì không biết là chạm vào đâu, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng máy bay rớt, và từ phi công cũng như là những người hành khách ở trên chuyến bay đó đều chết hết. Cái chết nó có thể đến với con người của chúng ta bất cứ lúc nào. Trong lúc nhân loại sầu não vì sợ bệnh, vì sợ chết v.v. đó, cái đốc nhân của chúng ta có nhiều cái cớ để chúng ta đứng vào trong cái chỗ đó và chúng ta giới thiệu tin vui của Chúa. Anh xin Chúa ngày dấy lên trong lòng của con cái của Chúa sự bùng cháy, khao khát chinh phục linh hồn tội nhân, và chúng ta sẽ làm chứng bất cứ cơ hội nào mà Chúa ngày mở ra cho chúng ta. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa ngày hứa với chúng ta là chúng ta cứ nới rộng cái tầm chứa của chúng ta, khả năng sức chứa của chúng ta, thì Chúa ngài sẽ làm cho đầy. Esai 54 câu 1 câu 4: hỡi kẻ son sẻ không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Chiều hôm nay khi cầu nguyện điều này, tôi hình dung có những cơ đốc nhân, có những con gái Chúa trong hội thánh VBC Houston tại đây, trong đời của mình chưa bao giờ hướng dẫn một người tin Chúa. Thì tôi bắt đầu thấy ở trong tâm linh là họ sẽ làm chứng và có kết quả vì Chúa ngài làm việc. Họ chuẩn bị sẵn sàng để cùng làm việc với Chúa trong thời điểm này. Hỡi kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy: hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp, hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đương quá buồn. Sẽ có những người sẽ quên đi là ô, từ đó đến giờ tôi chưa có hướng dẫn một người nào đến với Chúa. Họ sẽ kết quả ở trong những ngày sắp đến. Amen anh chị em. Ở thứ sáu, chúng ta công bố mọi lời tiêu cực nối nghịch với tương lai của chúng ta phải bị câm đi. Thi Thiên 31 câu 18: nguyện các môi dối trá hay lấy lời sất sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình bị câm đi. Chúng ta nhân danh Chúa và chúng ta truyền lệnh đó nó xảy ra. Thì một trong những điều chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử của BBC chúng ta là có những người, có những cái giai đoạn mà chính những cái lời tiêu cực nói nghịch cùng tương lai của chúng ta đó, mà nó ngăn trở chúng ta bước vào ở trong thiên mệnh mà Chúa ngài đã định. Hôm nay chúng ta công bố nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch người công bình sẽ cầm lên. Thứ bảy, chúng ta công bố các môi dối trá hay lấy lời sắc sược. Mọi tiếng nói của tà thuật và mọi tiếng nói của sự chết, thì giờ của ngươi đã điểm, hãy bị gãy vụn. Và cuối cùng chúng ta công bố, đây là điều mà tôi khuyến khích anh chị em cùng với chúng tôi cầu nguyện. Sau khi chúng ta nghe một sư Trương Công Đạt trình bày về ước mơ của chúng ta, thì một số anh chị em của chúng ta rất là được khích lệ, họ lái xe đi coi đất.
Họ lái xe coi cái vùng của Pearland và muốn là sẽ dọn nhà về đó ở, mua nhà về đó ở. Chúng ta cầu nguyện Chúa ngài tiếp trợ cho chúng ta. Và đây là điều mà anh chị em cầu nguyện. Có những người có khả năng có thể lên tiếng cho chúng ta, để có những người rất là giàu có đã yểm trợ công việc của Chúa suốt cả cuộc đời của mình và có thừa khả năng để giúp đỡ chúng ta. Xin Chúa cho họ sẽ lên tiếng để nói, hầu cho chúng ta sẽ thấy kết quả đó là sẽ có tiếng nói bênh vực chúng ta và mang lại tài nguyên cho sự nới rộng của chúng ta. Amen anh chị em. Ở giữa mọi người cũng như là internet, chúng ta đang trực tiếp truyền hình, tôi không thể nói tên nói tuổi, nhưng mà anh chị em cầu nguyện Đức Chúa Trời biết. Có những người họ có cái tài sản rất là lớn ở trong cái tuổi của họ rất là già rồi, và họ có thừa khả năng để có thể yểm trợ chúng ta trong công việc này. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài sẽ làm việc, để cái người mà có khả năng để nói với cái người đó đó sẽ lên tiếng bên vực chúng ta, hay là trình bày duyên cớ của chúng ta, và kết quả là sẽ mang lại tài nguyên cho sự nới rộng của chúng ta. Ở đây thí dụ có một người mà ngày hôm nay tài sản của ông là lên đến 19 tỷ đô la. Ông là người có thể yểm trợ chúng ta cho những công tác trong những ngày sắp đến, cho việc truyền giáo của chúng ta ở khắp nơi cũng như nhiều công việc. Mà có một người biết ông này rất là rõ. Ông này cũng là người biết chúng tôi rất là rõ. Thì có thể lắm đó là cái gạch nối mà Chúa có thể sử dụng để yểm trợ chúng ta. Thì cái người mà có 19 tỷ đô la tài sản ở trong tay đó, ông năm nay đã 100 tuổi. Ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tài sản ông sẽ để lại để làm cái gì? Ông đã dâng hiến cho công việc của Chúa rất là nhiều nơi. Nếu có người lên tiếng và nói rằng VBC Houston có thể sử dụng một cái sự giúp đỡ cho ông, nhỏ thôi. Amen anh chị em. Đó là cũng có những người có thể lên tiếng để giới thiệu cho chúng ta, những người có thể đến để thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi. Vì cơ sở của chúng ta tại đây là một cái cơ sở tốt và vùng đất của chúng ta rất là tốt. Thì chúng ta biết rằng có một cái gạch nối, có một cái người dẫn đường nào đó lên tiếng cho chúng ta thì việc cũng có thể xảy ra. Tôi muốn nói với anh chị em là chúng tôi cảm nhận rằng đây là thời điểm mà những lời tiên tri, những điều Chúa ngài báo trước cho chúng ta, cho hội thánh, cho gia đình của chúng ta, cho công việc của Chúa chung đó, dường như đang ở trong cái chỗ mà chúng ta thấy rằng tất cả các dòng nước đang tụ lại. Và chúng ta thấy sẽ bùng ra trong những ngày sắp đến, bởi vì chúng ta đang ở cái thời điểm đó. Và sự cầu nguyện của chúng ta là điều không thể thiếu. Amen anh chị em. Để xin Chúa ngài ban cho để cái sự sức dầu mà anh chị em cảm nhận được ở trong lòng của mình hiện tại đang phấn khích đó sẽ được chuyển vào trong lời chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm nay bằng hết cả đức tin, bằng hết cả tấm lòng của mình. Và chúng ta xin và công bố 8 điều này ở trong buổi tối hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để anh em của chúng ta ở xa có thể amen với chúng ta. Và xin Chúa ngài làm việc. Nhớ một trong những điều chúng ta cầu nguyện là Chúa cho để chúng ta không xin đội này thắng, đội thua, kia thua. Nhưng mà xin Chúa cho để cái dấu này, lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm. Vì điều mà chúng ta mong đợi không phải là một đội thắng được giải Super Bowl, nhưng mà là lời tiên tri là khi việc này xảy ra thì cơn phấn hưng toàn cầu sẽ bắt đầu ở trong mức độ mà lời của Chúa đã tiên tri cho chúng ta trong Kinh Thánh. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Khen Chúa với chúng ta. Bây giờ xin rải khắp nhà thờ, anh chị em có thể công bố trong ơn của Chúa, trong sự sức giàu của Ngài cho những điều mà chúng ta đeo đuổi và ao ước ở tại đây. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ở xa cũng có thể amen với chúng tôi trong điều này. Và những người sẽ xem lại. Anh Thuyền Dũng có giúp cho chúng ta một điều, đó là khi anh chị em thấy cái link của YouTube đó, xin bấm vào ở trong cái link đó. Anh chị em sẽ được dẫn vào ở trong cái dàn bài cầu nguyện để anh chị em có thể cùng cầu nguyện với chúng tôi.
Và giờ đây thì xin hiệp ý với tôi và chúng ta cùng amen với những điều mà tôi sẽ công bố lớn tiếng ở trong giờ này. Cho kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì thời điểm mà chúng con đang sống, vì những điều mà chúng con đã nghe và lời của Chúa đã tiên tri ra, những điều Chúa đã sai các đầy tớ của Chúa để công bố trên cuộc đời của chúng con, trên gia đình của chúng con, trên hội thánh của Chúa VBC Houston, những lời tiên tri cho thành phố Houston, những lời tiên tri cho đất nước Hoa Kỳ này, những lời tiên tri cho đất nước Việt Nam của chúng con, những lời tiên tri của sự phục hưng toàn cầu. Chúng con tin rằng chúng con đang ở trong những giây phút mà những điều này sẽ xảy ra một cách nhanh chóng như lời của Chúa hứa. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao, ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Chúa ơi, chúng con hoan nghênh, chúng con đón nhận và chúng con mời công việc mà Chúa Ngài đã hứa sẽ được thể hiện ra. Ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa cho những việc mới mà Ngài đang làm cho VBC Houston. Chúng con thấy được những điều lạ lùng ở trong những ngày qua. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con thưa với Chúa rằng xin làm lớn hơn nữa cho đến chừng Chúa giấu. Không phải một vài con sông, nhưng mà những sông sẽ chảy ra trong nơi sa mạc. Ô lại Chúa, những cuộc đời đang ở trong chỗ khô cằn cũng sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh tác động và làm việc, khiến cho những dòng sông sẽ chảy ra từ những nơi đó. Lạy Chúa là đấng có quyền để vạch một con đường ở trong đồng vắng, những chỗ mà chúng con thấy rằng không có lối đi, Chúa Ngài sẽ mở đường cho chúng con làm những việc mới, vỡ đất mới và làm những công việc mà chúng con thấy rằng trước đây không ai ngờ. Xin Chúa Ngài ban phước, xin Chúa Ngài dẫn dắt để chúng con sẽ thấy những con đường được vạch ra ở trong đồng vắng. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Trời, với quyền năng tối thượng của Ngài, quyền năng lớn lao của Ngài, chúng con tin rằng lời của Chúa hứa khi Chúa Ngài làm việc thì việc sẽ xảy ra một cách nhanh chóng. Cho nên chúng con xin lời của Chúa hứa rằng ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Chúa ơi, xin Chúa Ngài làm một cách nhanh chóng và quyền năng của Ngài thể hiện. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin nhắc nhở Chúa như một người thư ký riêng mà chúng con đã nói đến trong chức vụ cầu thai rằng Chúa ơi, thời điểm đã đến, lời của Cha hứa đã đến, xin Chúa Ngài nhúng tay vào, xin Chúa Ngài làm việc và chúng con thấy những việc lớn lao sẽ xảy ra ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu xin nước Chúa được đến ở trên VBC Houston và ý Chúa được nên. Ô lại Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì nước của Chúa, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến bởi vì chúng con quyết tâm VBC Houston là hội thánh của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng con không sinh hoạt như là một hội thánh của một hệ phái hay là của con người, nhưng mà chúng con tin rằng chúng con là hội thánh của vương quốc của Chúa, hội thánh mà Chúa Ngài đã định rằng Ngài sẽ thành lập và các cửa âm phủ không thắng được bước tiến của hội đó. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong đức tin Đức Giêsu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đấng Christ, Đấng chịu sức dầu, Ngài làm việc ở trên hội thánh của Ngài thì hội thánh mới có thể thắng được các cửa âm phủ. Hội thánh mà Chúa Giêsu thành lập thì mới có thể thắng được các cửa âm phủ, có thể thắng được bước tiến của âm phủ đến ở trên những con người. Và chúng con sẽ thấy vương quốc của Chúa được thể hiện, chúng con sẽ thấy nước của Chúa được đến. Chúng con đi đến đâu thì Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng con phá sập các cửa âm phủ và giải cứu những người bị nhốt ở phía sau đó để họ sẽ được tự do, họ sẽ được giải cứu ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con công bố dân của các nước đang sống tại thành phố Houston này sẽ tràn vào hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa sẽ là trung tâm của giải pháp từ trời. Chúa ơi, sức dầu ban ơn, tuôn đổ quyền năng của Chúa, sự sức dầu của chữa lành, phép lạ, của dấu kỳ, phép lạ sẽ được thể hiện ở trên hội thánh của Chúa ở trong những ngày sắp đến, ở trong ơn của Ngài Chúa giấu, để khi nhân loại sầu khổ, khi nghe những tin tức về dịch lệ, khi nghe những điều khó khăn, khi tấm lòng của người ta bất an, người ta sẽ được kéo vào ở trong nhà của Chúa, bởi vì Chúa Ngài sẽ làm cho hội thánh của Chúa được sáng bừng ở trong ơn của Ngài. Chúa Ngài chiếu sáng trên hội thánh, Ngài đổ quyền năng của Ngài trên hội thánh và sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Núi của nhà Đức Sơ-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi. Lạy Chúa, xin ban ơn để sẽ có một sự trỗi cao trong ơn của Ngài, cao hơn các đồi, cao hơn các núi ở trong ơn của Ngài, và mọi nước sẽ đổ về đó và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Sơ-va, nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con xin Thánh Linh của Chúa, Ngài
lôi cuốn, Ngài kéo người đến Chúa giấu ở trong ơn của Ngài, để trong những ngày sắp đến chúng con sẽ thấy nhiều dân tộc nữa, đại diện của nhiều dân tộc nữa sẽ được đổ về đây ở trong ơn của Chúa vào VBC Houston, để chúng con sẽ thấy những việc lớn hơn nữa trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin tiếng gọi của Ngài được đến và người ta sẽ nghe được, và chúng con sẽ thấy có một sự đáp ứng và nhiều người sẽ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cho chúng con biết rằng thế giới tối tăm đã nghe những điều Chúa Ngài toan định làm cho VBC, cho nên đã lên những kế hoạch, những nghị trình để chống phá. Nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa vì quyền năng của Ngài sẽ đánh bật đi hết tất cả những điều đó, và chính Chúa Ngài sẽ sức dầu ở trên những người mà Chúa, những con người mà Chúa Ngài sắp đặt cho công việc để hoàn tất việc xây dựng lại nhà của Chúa như Zerubbabel năm xưa. Ô lại Chúa, xin Chúa Ngài làm việc, vì không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, nhưng mà bởi thần của Chúa. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Lạy Chúa, xin Ngài khiến cho những Zerubbabel của ngày hôm nay sẽ được đứng vững ở trong ơn của Chúa. Không có một kẻ thù nghịch nào có thể đứng nổi, vì Chúa Ngài sẽ trỗi dậy, Ngài sẽ khiến kẻ thù nghịch của Ngài tan lạc và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn ở trước mặt Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài hành động một cách lớn lao trong ơn của Chúa ở trong những ngày sắp đến nữa. Chúa giáo, binh vực người cần được binh vực. Lạy Chúa, trong ơn của Ngài, chúng con dâng Tổng thống Donald Trump ở trong tay của Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Ông không phải là một người trọn vẹn, nhưng mà ông người là người được Chúa chọn ở trong thời điểm này. Nên chúng con cầu nguyện cho lãnh đạo của quốc gia này. Ô lạy Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục ban ơn, biến đổi ông mỗi một ngày được trở nên một cách trọn vẹn ở trong tay của Đức Chúa Trời, để Ngài sẽ sử dụng như một chấp sự làm công việc của Đức Chúa Trời ở trên đất này, ở trong ơn của Chúa. Và lạy Chúa, để chúng con thấy những gì cần phải được phục hồi cho đất nước này sẽ được phục hồi. Cảm ơn Chúa vì sự tự do cầu nguyện ở trong các trường học đã được lập lại. Cảm ơn Chúa vì ông đã đứng với những người kêu gọi và binh vực cho lên tiếng nói cho những thai nhi không chưa có tiếng nói, để chúng con thấy rằng sẽ có một sự vận hành lớn lao từ nơi Chúa, và sự lựa chọn chọn sự sống sẽ được thể hiện ra một cách lớn lao ở trong những ngày sắp đến ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa Ngài đang sử dụng ông để đem lại sự hòa bình cho Trung Đông, cho Palestine, cho Israel và các vùng phụ cận. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục sức dầu và ban ơn để chúng con thấy. Chúng con cầu nguyện cho sự bình an của Jerusalem trong bao nhiêu năm tháng qua. Chúng con xin Chúa Ngài tiếp tục làm việc để Jerusalem sẽ kinh nghiệm được sự bình an. Ô lạy Chúa, để những điều mà Chúa Ngài hứa sẽ được thể hiện ra trước ngày mà chúng con thấy sự trở lại của Chúa, chân của Ngài chạm ở trên đỉnh núi Olive. Lạy Chúa, xin ban ơn quyền năng của Ngài tiếp tục thi thố để chúng con thấy kế hoạch và mọi nghị trình của Satan sẽ bị phá một cách tan tành ở trên đất nước Hoa Kỳ này, để có một sự phục hưng, và chúng con sẽ thấy đất nước này sẽ trở lại được biết rằng là đất nước mà Đức Giê-hô-va ở đó, một đất nước đầy sự phước hạnh mà Chúa Ngài đã định để Hoa Kỳ sẽ được cứu trở về thiên mệnh mà Chúa đã định cho đất nước này. Chúng con cảm ơn Chúa, xin cũng ban ơn Hội Thánh của Chúa cũng kinh nghiệm điều đó ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài trỗi dậy, khiến cho kẻ thù nghịch của Ngài tản lạc và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa Ngài làm bùng cháy sự khao khát, chinh phục những linh hồn của những người lạc mất ở trong con cái của Chúa ở tại VBC này. Ô lạy Chúa, khiến cho nó cháy một cách mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Ô lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm việc, anh em của chúng con sẽ suy nghĩ, anh em của chúng con sẽ kế hoạch ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Mỗi ngày chúng con sẽ tìm những cơ hội, những cánh cửa mở ra và chúng con bước vào để chúng con sẽ chia sẻ tin lành của Chúa và chinh phục nhiều người trở lại cùng Chúa ở tại sở làm, ở tại nơi chúng con phục vụ, ở tại khu xóm của chúng con, những người chúng con gặp gỡ và tiếp xúc. Chúng con thấy những nhu cầu mà họ có thì chúng con có thể đáp ứng được, và chúng con sẽ thấy nhiều người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài. Trời, nới rộng sức chứa của VBC chúng con, để chúng con sẽ sẵn sàng để đón nhận thêm nhiều người nữa vào sinh hoạt của Hội Thánh. Xin nới rộng sức chứa của chúng con về số lượng, diện tích của cơ sở,
xin nới rộng sức chứa chúng con để chúng con đón nhận ân quyền của Ngài. Và lạy Chúa, xin nới rộng sức chứa của chúng con cho sự sức giàu tươi mới từ nơi Chúa một cách lớn hơn, với mức độ lớn hơn. Trời ơi, Chúa Giêsu được sức giàu một cách không chừng mực. Chúng con xin chừng mực nào mà Chúa có thể ban cho một con người ở trên trần gian này, một con cái của Chúa trên trần gian này, trong vương quốc của Chúa Trời. Chúng con xin đón nhận điều đó và nói rằng lại Chúa, xin tuôn đổ sự sức giàu của Ngài để chúng con có thể trở nên khí cụ hữu dụng. Và chúng con được thuyết phục bởi lời của Chúa rồi, đó là chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm việc để hai cây olive, hai nhánh olive sẽ tiếp tục tuôn đổ dầu vào ở trong chân đèn của chúng con, khiến cho nó cháy, cháy bùng, cháy mà không tàn, nhưng mà sẽ có kết quả luôn luôn và chiếu sáng, tỏa sáng ra trong ơn của Ngài. Như lời của Chúa hứa rằng hãy trỗi dậy và sáng lòa ra, vì ánh sáng của Chúa đã chiếu trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con công bố mọi lời tiêu cực, nói nghịch với tương lai của chúng con phải bị yên lặng, phải câm. Nó không còn nói được nữa ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sất sửa kiêu ngạo và khinh bỉ mà nói nghịch cùng công bình bị câm đi ở trong quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài làm việc, xin Chúa Ngài yểm trợ chúng con. Lạy Chúa, nơi nào đòi hỏi một phép lạ sờ sờ xảy ra, xin Chúa Ngài làm cho những chỗ đó sẽ có những phép lạ sờ sờ xảy ra, hầu cho những người chống nghịch phải câm miệng, bởi vì chính Chúa Ngài xác nhận bởi lời của Chúa và công việc quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, những nơi nào có những lập luận chống đối thì lạy Chúa, xin Chúa Ngài sức dầu để bẻ gãy những cái ách đó ở trên những con người đã bị dạy dỗ sai, và quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Ngài và phước hạnh của Ngài sẽ bày tỏ ra một cách mạnh mẽ ở tại nơi chốn đó trong những điều chúng con giảng dạy. Chúa Ngài sức dầu và ban ơn trên lạy Chúa để sẽ có một sự bứt phá trong tấm lòng của người nghe, và anh em của chúng con sẽ được giải cứu trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con công bố các môi dối trá hay lấy lời sất sược, một tiếng nói tà thuật và một tiếng nói của sự chết, giờ nó đã điểm, nó phải bị gãy dụng ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài. Xin Chúa Ngài làm việc để chúng con thấy sẽ không còn có thể sửa chữa lại nữa, nhưng mà nó sẽ gãy rụng và tan tành. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Cho chúng con cảm ơn Chúa, vì Chúa của chúng con là đấng có quyền để tiếp trợ. Ô lại Đức Chúa Trời của chúng con, xe và ngựa lửa mà Chúa Ngài đã tiếp rước tiên tri Eli đi, và tiên tri Lise đã cầu nguyện: cha của con, cha của con, cha của con, cha của chúng con, xin dấy lên người giúp đỡ, lên tiếng để binh vực chúng con, mang lại tài nguyên cho sự nới rộng của chúng con. Lạy Chúa, chỉ có sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Ngài, từ những khải tượng mà chúng con cảm nhận mình nhận được từ nơi Chúa mới có thể thực hiện được. Cho nên lạy Chúa, ai là người có thể lên tiếng binh vực chúng con, xin Chúa Ngài sức dầu và sử dụng họ. Ô lạy Chúa, như Chúa Ngài có quyền để sử dụng một con lừa để có thể nói chuyện, Ngài có thể sử dụng những điều mà chúng con thấy không thể tưởng tượng được, Chúa có quyền để làm, thì lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa Ngài dấy lên những người giúp đỡ lên tiếng binh vực chúng con. Ô lạy Chúa, lên tiếng để nói cho chúng con, lên tiếng để tiến cử ở trong ơn của Ngài. Chúa xin hành động, Ngài là đấng có quyền để rao những việc cuối cùng từ thuở đầu tiên, và Ngài có quyền để trở về và thực hiện những công việc đó. Lạy Chúa, xin lòng của Đức Giê-hô-va nôm nã làm thành những điều Ngài hứa cho hội thánh của Chúa, cho chúng con, cho gia đình của chúng con và cho hậu tự của chúng con. Chúa Ngài ban phước để chúng con sẽ kinh nghiệm được ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện tất cả những điều này cũng sẽ thể hiện ra cho anh em của chúng con là những VBCer, những người thuộc về VBC Houston ở đây, sống ở xa nhưng kết nối với chúng con ở trong ơn của Ngài, cũng sẽ được Chúa Ngài hành động và làm việc ở trên họ. Con nhân lên Chúa và tiếp tục chúc phước cho anh chị em chúng con được kết quả trong ơn của Chúa, và những điều anh chị em chúng con ước ao cầu xin sẽ được Chúa Ngài ban cho. Cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài vì điều Chúa Ngài đang làm cho nhiều cuộc đời từ lúc kết nối với VBC Houston.
Chúng con cảm ơn Chúa vì những tin tức tốt lành. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa Ngài làm việc. Cảm ơn Chúa những người thân thương mà họ ước ao được cứu, đã được cứu, và trong mùa Tết vừa qua đã không còn thờ cúng, không còn đi chùa như trước đây nữa, nhưng mà bây giờ đi đến nhà của Chúa để thờ phượng Ngài, để dâng cho Chúa sự cảm tạ, ngợi khen ở trong những ngày đầu năm. Cảm ơn Chúa về sự biến đổi đó, và chúng con xin Chúa Ngài nới rộng càng hơn những phước hạnh của Ngài cho những người thân thương của anh chị em của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, biết ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Cảm ơn Chúa, tất cả những điều gì không thuộc về ý của Đức Chúa Trời, tất cả những gì Chúa Ngài không trồng, nó phải được nhổ tận gốc. Tất cả những điều gì không thuộc về ý của Đức Chúa Trời, Ngài phá tan công việc đó. Ở trong ơn của Ngài, Chúa giấu, vì chúng con xin chỉ có nước của Chúa mới đến, và ý của Ngài, chỉ có ý của Đức Chúa Trời mới được nên trên cuộc đời của chúng con, trên hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con, Đấng đã hứa ban cho chúng con những điều tốt lành. Cho chúng con cầu nguyện, xin Chúa Ngài làm việc. Không có một điều gì ngăn trở điều mà Chúa Ngài đã sai tiên tri cận đại của chúng con đã tiên tri. Chúa làm ứng nghiệm, để không một lời nào của đầy tớ của Chúa sẽ rơi rụng xuống đất mà không có kết quả. Chúng con cầu nguyện để Chúa Nhật này, nếu đây là thời điểm của Chúa, cho mắt chúng con thấy những điều mà lòng của chúng con ước ao sẽ xảy ra, để rồi chúng con sẽ hoan nghênh và chào đón cơn phục hưng cuối cùng trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm sẽ được thể hiện ra. Để lòng của chúng con đeo đuổi, triệu triệu người sẽ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài. Những điều mà chúng con ao ước Chúa Ngài sẽ làm thành một cách nhanh chóng ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa là Đấng sắp làm việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Xin nhúng tay vào Chúa giấu và làm công việc của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Cho lòng của chúng con phấn khích, tâm linh của chúng con tràn đầy niềm hy vọng ở trong ơn quyền của Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con là Đấng có quyền để làm thành những điều chúng con ao ước. Chúng con tạ ơn Chúa trước về những điều mà mắt chúng con sẽ thấy, và chúng con sẽ được Chúa Ngài sử dụng như điều chúng con đã cầu xin bao nhiêu năm nay. Chúa ơi, xin phục hưng hội thánh của Ngài mà bắt đầu là mỗi chúng con. Và lạy Chúa, cho chúng con được đặc ân để đứng ở giữa chương trình và công việc của Chúa. Khi xảy ra thì sẽ không đi qua khỏi chúng con, nhưng chúng con được cơ hội để đứng, để được Chúa Ngài sử dụng, để chúng con sẽ là người đứng tại hiện trường nơi Chúa Ngài hành động và làm việc. Chúng con cảm ơn Ngài những ngày tháng chuẩn bị, những ngày tháng cầu nguyện, những ngày tháng đón nhận, những ngày tháng ấp ủ ở trong ơn của Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài cho để chúng con sẽ chứng kiến điều lớn lao mà Cha sẽ làm trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa về phước hạnh này. Cảm ơn Chúa vì thời điểm này. Và chúng con thành kính cầu nguyện những điều trên trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em tiếp tục bước đi ở trong ơn của Chúa và sử dụng giảng bài này để chúng ta sẽ cầu nguyện trong những ngày sắp đến và thấy những việc lớn Chúa làm. Tôi cảm nhận có một cái sự sức dầu rất là mạnh mẽ cho những điều chúng ta đã cầu nguyện, 15 điều chúng ta đã cầu nguyện và công bố ở trong thứ ba tuần trước. Anh chị em tiếp tục sử dụng để công bố trên VBC của chúng ta. Thì tôi thấy có những điều xảy ra mà trước đây thì nó dừng lại, bây giờ bắt đầu được Chúa Ngài thể hiện, cho nên xin tiếp tục công bố cho hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa Ngài ban ơn trên anh chị em, phước hạnh của Chúa dư dật trên anh chị em ở trong ơn của Ngài, và chúng ta sẽ gặp lại ở trong những sinh hoạt kế tiếp của VBC chúng ta trong tuần lễ mới này. Chúc bình an. Amen.